quý vị và các bạn, không phải là ngẫu nhiên mà người xưa vẫn ví cầu Nam, chùa Bắc, đình Đoài. Trải qua bao biến động và thăng trầm, xứ Đoài vẫn còn giữ được rất nhiều ngôi đình cổ còn khá nguyên vẹn, những nét riêng biệt so với những ngôi đình ở xứ Bắc, xứ Đông. Tuy nhiên, trải qua sự bào mòn của thời gian, nhiều ngôi đình có giá trị nơi đây đang bị xuống cấp nghiêm trọng và bị hư hỏng nặng. Và rất có thể, chỉ một vài năm nữa, những ngôi đình này sẽ đổ sập bất cứ lúc nào nếu không được trùng tu kịp thời. Ghi nhận của nhóm phóng viên Nông thôn Chuyển động tại 3 ngôi đình cổ ở xứ Đoài. Những bức chạm khắc cổ gần 400 tuổi, tiên nữ cưỡi rồng hay đàn ông cưỡi nghê, người cưỡi voi, tất cả đều được giữ bằng những sợi dây thép. Đây không phải là giải pháp tạm thời. Đã gần 10 năm nay, các cụ tại đình Hạ Hiệp thuộc xã Hạ Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội phải sử dụng những sợi dây thép để giữ được những mảng điêu khắc cổ đang được dẫm vì thấy mọt. Nếu mà không buộc thì nó sẽ như thế nào, và cái tình trạng mình phải buộc như thế này lâu chưa? Vâng, do nó mối mọt và nó ăn lên đây, chúng tôi phải buộc dây thép chằng chịt rất là nhiều. Nếu mà không buộc thì nó có những nguy cơ là nó sẽ rơi xuống và sẽ gãy mất những cái bức chạm trổ rất quý giá này. Được. Cái bức đấy, này nó có lâu chưa cụ? Bức con này nó có từ thời Lê. Thực ra là chúng tôi đã đến đây và đã trèo lên trên và đã làm vệ sinh cho toàn bộ này, toàn bộ các mảng chạm này từ mấy năm trước. Thì khi mà động đến, khi trực tiếp trèo lên thì chúng tôi mới thấy rằng là quá kinh khủng. Bởi vì nếu mà không buộc vào, các cụ không buộc, đây là một cái giải pháp tình huống mà cũng sáng kiến của cụ rất hay, là dùng dây thép buộc chứ không cần gắn keo. Thế thì nếu trên đấy dây thép đã có thời gian dây thép rỉ hết, và nếu mà cứ cắt, nếu tưởng tượng ra cắt dây thép thì tức khắc mảng chạm rơi xuống. Không chỉ những mảng chạm khác từ thế kỷ thứ 17, những cây cột trụ chính của đình Hạ Hiệp cũng đã xô nghiêng, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của ngôi đình. Cái kết cấu này hiện giờ đình đã bị dẹo nhiều quá rồi, dành riêng cái vì coi như thế nào kia. Bây giờ cái cây nóc đó khi 2005 sửa, nó đã có chạch xa khoảng là 20 quân, mà chúng tôi đã phải coi như thế bắn trở lại. Thế cho nên tình hình cái đình này đang coi như thế xuống cấp, bị nghiêng hẳn về phía coi như thế là Nam. Đằng trước, góc đằng Nam. Cùng chung số phận của đình Hạ Hiệp, ngôi đình cổ Viên Châu thuộc huyện Ba Vì cũng đang xuống cấp trầm trọng. Đây là, hiện nay là đây nó múi sông hết đây, như các anh các chị nhìn thấy này. Đấy, nhìn bóc ra được này, cái cột to như này mà chúng tôi bóc ra hết đấy. Các anh chị nhìn thấy chưa? Tất cả các mái nhà đây là đều xuống cấp, vì vừa qua là chúng tôi cũng làm đơn lên để chống giọt đấy. Chúng giọt chúng sập, nhưng mà bây giờ đến bây giờ người dân thì chỉ có cái nguồn vốn chỉ có đến thế thôi. Thế còn bây giờ còn nếu như mà sửa chữa mà trùng tu lại nhiều này, chúng tôi cũng không có vốn. Ngôi đình Viên Châu nằm ở xã Cổ Đô, ven đê sông Hồng. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt. Bởi vậy, ngôi đình không chỉ độc đáo về mặt kiến trúc, mà còn ẩn chứa nhiều lớp trầm tích văn hóa. Trải qua hơn 300 năm lịch sử, với lối kiến trúc mở, ngôi đình chịu không ít tác động từ bên ngoài. Nhân dân đã phải mang xoan, mang cây ra để chống, ví dụ như đây. Chúng tôi đóng đinh giữ để chống xuống cấp cho cái khu này. Hiện nay cái này là nó đang xuống cấp, nếu là không có cái này thì nó rơi xuống rồi. Nhiều lỗ thủng nối tiếp nhau. Ngói sổ vỡ là thực trạng của ngôi đình Cam Đà nằm cách đình Viên Châu chỉ vài cây số. Cũng được xây dựng từ thế kỷ thứ 17. Đến nay, phần mái của ngôi đình này đã sập sệ, những cột gỗ bị mối mọt phá hủy. Cái ngôi đình này của chúng tôi là coi là nó xuống cấp nặng nhất là khoảng 5-7 năm nay. Nó xuống như thế này, nó dột, nhưng mà cũng chưa có cái điều kiện nào, tiền cũng không có để mà tu sửa. Cho nên là chúng tôi chỉ có phản ánh đến cấp xã thôi. Thế còn xã báo cáo lên huyện đến mức độ nào thì chúng tôi không nắm được, nhưng mà cái tiền để về tu sửa là không có. Tuy đều là di tích lịch sử cấp quốc gia đã xuống cấp nghiêm trọng,
Nhưng đã nhiều năm trôi qua, cả ba ngôi đình vẫn chưa được trùng tu. Và đây cũng chỉ là một trong số rất nhiều những ngôi đình xứ Đoài đang có nguy cơ biến mất hoàn toàn. Thưa quý vị và các bạn, sự sống mong manh của những di sản này đang được duy trì bằng những nỗ lực của chính người dân xứ Đoài. Trên nguy cơ rất nhiều ngôi đình sẽ bị xóa sổ, câu hỏi được đặt ra là trách nhiệm ở đây thuộc về ai? Cơ quan ban ngành nói sao trước thực trạng này? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Hạ Hiệp, Viên Châu và Cam Đà là ba ngôi đình cổ được xây dựng từ thế kỷ thứ 17 với những nét chạm khắc tinh xảo độc đáo của đình làng xứ Đoài. Đình Hạ Hiệp được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1991, đình Viên Châu năm 1985, đình Cam Đà năm 2004. Đối với đình làng Bắc Bộ hay đối với Hà Nội thì không có được một di tích thứ hai như thế này. Bởi vì những cái mảng chạm này nó là đỉnh cao của nghệ thuật của thế kỷ 17 rồi. Và có nhiều các mảng chạm thì do cái thời gian nó bị phong hóa, rồi bị bào mòn và có cả mục nát nữa. Trước sự bào mòn của thời gian, gần 10 năm nay, các ngôi đình đã xuống cấp nghiêm trọng. Đau xót trước thực trạng này, những người dân xứ Đoài đã tự tay bảo vệ báu vật của làng mình. Giọt giếc thế này chúng tôi báo cáo với chính quyền, nhưng cuối cùng coi như thế không sửa, lại từ các cụ lại phải đi sửa. Cứ như thế là cái kẻ kia giọt nước mức như thế, báo cáo với chính quyền đến coi như thế 4 năm lượt rồi, nhưng ông cứ coi như thế là ấy, cứ việc báo cáo để báo cáo, ông cứ coi như thế là bỏ qua. Và tới đây chúng tôi cố gắng để chúng tôi tự vận động để dặn dọi lại những cái nó giọt, không có là nó mưa to nó xuống thì nó đổ vào đỉnh. Đúng ra cái việc này là phải vào tay của chính quyền địa phương và các cấp ngành di sản, ngành văn hóa, ít nhất phải có một cái phương án nào đấy để chống chọi với cái sự xuống cấp này. Ví dụ như cái cột này mục mối rất nặng nhưng mà cũng không được. Đây là các cụ chát thêm xi măng vào, là thực ra không phải để chống lại cái sự mối mọt, mà cái này chỉ làm che đậy đi cái sự xấu của cái cột này đối với ngôi đình mà thôi. Còn nếu mà chát xi măng vào như này, đây là một cái ý tốt của các cụ là muốn có vẻ như là chống chọi với cái sự xuống cấp của nó. Nhưng mà thực ra đây là cách làm không đúng, nhưng mà không còn cách nào khác cả. Về phía chính quyền xã, dù đã gửi đơn kiến nghị rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ được trùng tu những hạng mục nhỏ lẻ. Khoảng thời gian gần đây thì cũng phải nói rằng cũng có nguồn đầu tư của cấp trên thì cũng đã có nhưng chưa được nhiều. Đa số là chỉ làm được những cái hạng mục nhỏ lẻ. Đình chúng tôi cũng đã được di tích lịch sử cấp quốc gia, nên chúng tôi cũng không chỉ đạo chính quyền, tôi là cũng không dám coi là tự để tu sửa. Cái này phải gọi mời coi là nhà nước về coi là để phục chế lại, để giữ lại những cái nguyên trạng của cái ngôi đình cũ. Theo phản ánh của người dân, đã nhiều năm trôi qua, các ngôi đình thì ngày càng xuống cấp, nhưng chưa thấy có động thái nào từ các cơ quan quản lý. Tôi ở đây đến bây giờ là coi như thế là khi phục vụ vào đình đây là trên 20 năm trời rồi. Nhưng không có một cái đoàn nào mà xuống kiểm tra, kể cả coi nói chung ở trên huyện không có một đoàn nào coi như thế xuống đây để kiểm tra cái di tích. Thế cho nên các cụ ở dân đây, các cụ hồi não tuyến ngưỡng đây rất là lo lắng những cái việc này. Bây giờ xuống thường xuyên để mà kiểm tra xem di tích thế nào thì không thấy có. Thế còn cái việc mà đi để nắm tình hình và khảo sát thì đấy là cơ quan chuyên môn chủ yếu là giao cho phòng văn hóa. Tuy nhiên phòng văn hóa chúng tôi thì cán bộ thì rất là ít, đặc biệt là thực hiện lĩnh vực bảo tồn bảo tàng thì chỉ có 1-2 người làm nhiệm vụ này. Nên cái việc mà cán bộ không thể nắm hết được những tình hình thực tế ở cơ sở, chúng tôi cho đấy là cũng việc bình thường. Trong khi những di tích này bị lãng quên, tại xứ Đoài có rất nhiều di tích đã được trùng tu một cách lãng phí, không hiệu quả, như đình Quang Húc ở Ba Vì hay đình Hương Canh, Ngọc Canh ở Vĩnh Phúc. Giá như mà các công trình khác dồn vợi kinh phí cho cái di tích này thì tốt biết bao. Ví dụ như là sự lãng phí
của đình đình Quang Húc mà dồn vậy kinh phí cho đình này thì một điều đáng vui mừng. Đối với mỗi người dân Sư Đoài, đình làng được coi là báu vật mà họ ra sức giữ gìn. Tuy nhiên, để giữ gìn được giá trị của những di sản này, tiềm lực từ người dân là chưa đủ. Nếu không có sự vào cuộc của các nhà quản lý, các cơ quan chức năng, chẳng bao lâu nữa những di sản này sẽ dần mất đi.